Ok, xin chào các bạn nha. Thì chiếc xe vẫn là chiếc xe Mazda 6 ngay bên cạnh mình. Thì các bạn, như video trước mình đã hẹn là sẽ làm một phần riêng về nâng cấp ánh sáng cho xe Mazda 6 2018. Thì bác chủ đã chọn T-Team S600 là bi laser. Mình sẽ phân biệt cho các bạn tại sao lại phải nâng cấp ánh sáng và so sánh giữa cái bi mình độ lên và cái bi zin theo xe. Đây, T-Team S600 bi LED laser. Đấy, trên hộp này, vỏ hộp có cả mã code thì các bạn có thể check T-Team.vn. Đấy, mình sẽ mở hộp ra nha. Ok, thì hình thức quả bi nha, rất là đẹp, y như quả bi âm đúc. Trên này là code này, dưới này là pha này. Đấy, thì hoàn toàn chip LED, sử dụng chip LED của Osram. Code cũng vậy. Đấy, code là sử dụng chip LED Osram. Ngoài ra pha thì sẽ có một module laser ở giữa này, các bạn có thể nhìn thấy. Ngoài ra nha, pha sẽ được bổ trợ bởi hai chip LED của Osram luôn nha. Đấy, các bạn có thể thấy. Anh quay phim không biết là có nhìn thấy không. Ok. Đấy, hai chip LED của Osram luôn. Đấy, module laser ở giữa. Đấy. Thì công suất mà khi ở chế độ code thì sẽ là 55W. Còn chế độ pha là 35W. Thì sẽ tổng cộng là công suất của T-Team S600 sẽ là 90W. Thì chiếc Mazda 6 này lắp lên á, mình sẽ có một video trực tiếp cái ánh sáng của Mazda 6 khi mà lên bi T-Team S600. Cái thứ hai nữa, ngoài ra thì đây là một cái bộ đèn cũ của Mazda 6, thì các bạn có thể nhìn thấy. Đây. Thì hoàn toàn khác nhau hoàn toàn nhé. Đây là bên cốt này. Đấy, và đây là bên pha. Bên tay phải mình là bên pha. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Khi mà mình sẽ có một video thay cho các bạn thấy là sự thay đổi hoàn toàn, màu sắc hoàn toàn về cả hình thức. Đấy, và lẫn chất lượng ánh sáng. Mình sẽ có một video so sánh trực tiếp hoàn toàn. Đấy. Mình sẽ nói tiếp theo cái bi hệ thống chiếu sáng của Mazda 6 nó rất là thông minh, có một điều nó rất là thông minh, đó là khi nó sẽ có chế độ pha tự động. Đấy, pha tự động. Và liếc khi mà bạn mở máy lên á, nó sẽ có chỉnh cao thấp tự động. Đấy. Và khi mà bạn vào cua ấy, thì nó sẽ có chế độ liếc. Hệ thống của Mazda rất là thông minh. Như vậy ấy, để giải quyết làm sao mà giữ nguyên tất cả các tính năng zin theo xe ấy, thì bên mình có một giải pháp, nó sử dụng bát. Sử dụng bát. Đây. Bát zin theo xe. Cái dự án bát này bên mình đã theo đuổi khá là lâu. Thì hiện tại thì Auto 365 đã có gần như là đầy đủ các dòng xe. Các dòng xe có sử dụng bát và giữ được các tính năng zin theo xe. Nó rất thông minh như Mazda 6 này. Đây. Sử dụng bát. Bát của Mazda 6 nha. Hai bát cho hai bên pha cốt. Và cái một điều nữa là bên mình sẽ sử dụng rác chuyển nha. Rác chuyển hoàn toàn. Đây thì các anh đang các bạn kỹ thuật đang thực hiện khâu làm rác chuyển. Cái hệ thống chiếu sáng của Mazda 6 này nó sẽ đáp ứng đủ trong cái điều một số điều kiện thời tiết ở Việt Nam thôi và một số cung đường Việt Nam thôi. Đấy, nhưng mà khi mà bác chủ có nhu cầu đi đường xa, đường dài, những cung đường mà khó phá sương hoặc là sương mù ấy, thì nó lại chưa đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng ánh sáng như vậy. Đấy, cho nên là bác chủ đã lên T-Team S600. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi sự thay đổi của Mazda 6 2018 tại Auto 365. Tiếp theo nha, tiếp theo thì khi mà chúng ta mà đi những cung đường dài thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ có những đoạn, có những cung đường chúng ta cần tăng tốc. Đấy, hoặc là đổ đèo những cua khúc cua gấp. Đấy, thì thân xe nó sẽ bị bấp bênh, nó sẽ không ổn định. Đó. Này thì chúng ta những cái trường hợp như vậy, những cái tình trạng như vậy thì chúng ta có thể khắc phục bằng cái việc là trang bị thêm thanh rằng cho xe. Đây là một thanh rằng của thương hiệu Ultra Racing. Đấy, thì nó sẽ mang lại cái độ ổn định hơn cho thân xe khi mà chúng ta vào những khúc cua gấp hoặc là những lúc mà chúng ta tăng tốc để vượt xe.
đó, nó sẽ mang lại sự ổn định. Thì các bạn cứ tưởng tượng nha, khi mà chúng ta vào cua ấy thì thân xe nó không ổn định, nó sẽ bấp bênh như thế này đó, nó sẽ bấp bênh. Thì cái thanh răng này nó có tác dụng là giảm cái độ rung lắc đó, nó làm cho thân xe ổn định, thân xe chắc chắn hơn. Chúng ta sẽ cảm giác là thân xe chắc chắn hơn và ổn định hơn, vào những khúc cua sẽ an toàn hơn đó. Đây là một vị trí thanh răng ở khoang máy, thì bác chủ đã nâng cấp lên các vị trí là khoang máy này, đấy, gầm này và đằng sau, thanh đằng sau, thanh đằng sau xe ấy. Thì một xe thì có sẽ bao gồm full combo luôn, thì sẽ bao gồm các vị trí như vậy. Xin chào anh em đã đến với đã trở lại với kênh của Auto 365. Đó, ngay bên cạnh mình là một chiếc Mazda 6 2018-2019 đã được nâng cấp hệ thống chiếu sáng, bao gồm bi laser của T-Team S600, đó, hệ thống thanh răng Ultra Racing và dán phim kính lái 3M Crystal Light cực kỳ đẳng cấp. Đó, thì mình sẽ trong video này mình sẽ nói chuyên sâu một chút về hệ thống chiếu sáng của Mazda. Thì rất hầu như các bác chủ nào đi Mazda cần tư vấn ánh sáng thì đều có hỏi mình một câu, đó là hệ thống chiếu sáng của Mazda đã tạm ổn rồi đó, nhưng anh cần nâng cấp hơn nữa đó, anh cần đi đường xa, anh cần đi đường trường đó, thì em tư vấn cho anh loại nào xài ok nhất đó, rồi là hợp với xe của anh nhất. Thì một trong cái sản phẩm mà mình ưng ý nhất hiện tại là Blazer T-Team S600 đó. Thì về ngoại hình thì T-Team S600 nó sẽ cách điệu hơn một chút, và mình nhìn thấy thì nó sẽ tương đồng với thiết kế của Hanvei L91, nhưng sẽ có khác nhau cực kỳ lớn nha. Bi của tất cả các dòng thiết kế, cái thiết kế của T-Team S600 thì nó sẽ cách điệu đi một chút. À, các bạn có thể nhìn này, cách điệu một chút này. Cái phần sơn, cái phần nước sơn trên trên đầu của quả bi sẽ là sơn bóng. Đó. Chứ không, nó không giống như của Hanvei. Hanvei là sơn đen nhám, sơn mờ. Đó. Và phần đầu bi nó sẽ nhô ra một chút. Đó, giống gần như là giống như quả bi của BMW. Đó, tất cả các dòng bi của BMW. Đó. Nó sẽ có thiết kế tương đồng như vậy. Thì thiết kế mình cảm giác là thiết kế của T-Team S600 nó sẽ cách điệu đi một chút, thẩm mỹ hơn một chút. Đấy là trên quan điểm cá nhân của mình, là mình cảm giác cảm nhận được là cái thiết kế của S600 nó sẽ cách điệu một chút, nó sẽ đẹp, cực kỳ đẹp, thẩm mỹ. Đó, nhỏ gọn. Rồi, tất cả các thông số thì mình đã có trên website và rất nhiều thông tin rồi. Thì không nói nhiều nữa, mình sẽ trải nghiệm ánh sáng thực tế của T-Team S600, rằng liệu rằng xem là nó hoàn hảo đến đâu, có xứng đáng với mức giá là 18 triệu đồng hay không. Thế xin mời anh em cùng trải nghiệm. Và đây là ánh sáng cốt của T-Team S600. Đó, ánh sáng cốt hơi ngả vàng một xíu, là ánh sáng trắng, nhiệt màu 5000 năm nhưng hơi ngả vàng một xíu, công suất là 55W. Ánh sáng cốt cực kỳ rộng. Đó, trải mịn. Mình có cảm giác là ánh sáng cốt của T-Team S600 sẽ nhỉnh hơn, rộng hơn và đường cắt sắc hơn so với cả Hanvei L91. Đó. Các bạn đã quen khá nhiều với Hanvei L91 rồi, nhưng mà khi mà T-Team S600 này mình mới được trải nghiệm, nhưng mà mình đã có một cảm giác ánh sáng của T-Team S600 dễ chịu hơn. Đó. Khá là dễ chịu hơn so với cả Hanvei L91. Thì ánh sáng trải mịn đều và đường cắt sắc. Đó, mang lại cái cảm giác lái, cái quan sát góc của các bác tài rộng hơn và mang lại sự an toàn khi mà lái xe. Đó, mang lại sự an toàn khi mà lái xe những cái khúc cua gấp, những cái điều kiện thời tiết mưa phùn, mưa to, thì
mình có thể thấy là T-Team S600 có thể đáp ứng được nhu cầu của các bác khi mà đi những đường cung đường dài, cung đường xa, điều kiện thời tiết khó khăn. Đó. Thì anh cho em xin ít pha đi. Về nói về ánh sáng pha, phải nói là ánh sáng pha của T-Team S600 cực kỳ khủng, được hỗ trợ pha bởi hai nhân LED của Osram và một module laser. Đó, cực kỳ khủng, có thể chiếu xa khoảng tầm từ 600 đến 700 mét. Cái pha này thì chúng ta có thể xài ở điều kiện là khi mà mình đi đường trường, hoặc là mình xin đường, hoặc là mình nhắc nhở các cái xe khác khi mà đi pha, mình nhắc nhở họ thì có thể hạ pha xuống. Đó, mình đá pha, mình nhắc họ cái là chắc chắn là sẽ người đối diện sẽ biết, vì pha cực kỳ khủng. Đó, thì chiếc Mazda 6 này lên T-Team S600 cực kỳ hợp về cả ngoại hình, về cả nhu cầu sử dụng ánh sáng, về điều kiện thời tiết, rồi về các cung đường ở Việt Nam.